đây là quảng trường anh à. Đây là em cũng giới thiệu luôn, đây phục vụ của dân nhà em là đây là trung tâm cửa lò. À, anh cứ live stream trực tiếp với bạn bè của anh đây. Anh vừa đi về Thuyên Minh luôn. Ở đây là khách sạn Tranh. Anh lùi về bên kia là đường Nguyễn Sinh Cung, là ở đây ở bên kia là chỗ ở đây là ủy ban thị xã. Vâng, thị xã cửa lò, ủy ban. Anh cứ quay trực tiếp luôn. Em là thằng tài xế thôi. À, ở đây là quảng trường trung tâm. Thank you.